Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quy chế bầu cử phải công khai, minh bạch và trả lại quyền cho nhân dân. Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16 tháng 12 thảo luận quy chế về bầu cử tại Đại hội Đảng lần thứ 13 trong ngày làm việc thứ 3 của hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết như vừa nêu, nhưng không nói rõ nội dung chi tiết thảo luận thế nào và quy chế vừa nêu. Đây là hình ảnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước tại Hội trường Quốc hội vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Với nhiều năm làm công tác trong ngành luật, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn cho biết hiện nay có hai hệ thống bầu cử bao gồm hệ thống chính quyền như Hội đồng Nhân dân các cấp và Hội Quốc hội và hệ thống bầu cử trong Đảng. Ông nói thêm, mặc dù đây là việc làm của cơ quan Đảng, nhưng theo đúng các quy định, các cơ quan Đảng lại là một trong những cơ quan quan trọng nhất, lãnh đạo toàn bộ các mặt của đời sống đất nước. Nên tôi nghĩ là quy định liên quan đến cơ quan Đảng cũng cần công khai và công bố cho công chúng được biết, vì nó gắn liền với một số phận mỗi người dân, mỗi quyết định của Đảng đưa ra đến kết luận thuận lợi hoặc không thuận lợi với người dân. Trao đổi với Đài Phát thanh EFA từ Mỹ, vào tối cùng ngày, nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng nêu lên thực trạng về quy chế bầu cử ở Việt Nam như sau. Hiện nay, trên cơ sở để so sánh với quy chế bầu cử ở Việt Nam, thì hầu như người dân không có thông tin gì về quy trình bầu cử, chi tiết thế nào. Vì thế, người ta đã thấy không có dân chủ, vì người dân không được biết thì mọi chuyện về dân chủ hay không hầu như vô nghĩa. Bên cạnh việc cho rằng quy chế bầu cử phi dân chủ, nhà báo Ngô Nhật Đăng còn cho rằng quy trình bầu cử ở Việt Nam không công bằng vì không có sự cạnh tranh, không có những đối lập từ bên ngoài. Xác nhận thực tế vừa nêu, nhạc sĩ Lê Thiệu từ Sài Gòn cho hay, Việt Nam mình nào giờ có đảng cử dân bầu, từ nửa thế kỷ rồi, đảng cứ cử người của đảng, đưa ra 4 người rồi lấy 3 bỏ 1 chẳng hạn, thì dân có bầu cũng chỉ là người của đảng thôi. Đây chỉ là hình thức của đảng đưa ra để mị dân, chứ thực sự ở Việt Nam không có bầu cử mà chỉ có cơ cấu chức vụ cho những người trong đảng. Còn blogger Nguyễn Ngọc Già lập luận theo quan điểm cá nhân của ông về vấn đề này như sau. Tôi cũng có xem sơ qua thì họ cũng đầy đủ, tức là họ cũng căn cứ vào điều lệ đảng, họ cũng ra những quy chế có số, có ngày bằng văn bản, họ cũng ra các mẫu mã tự đề cử, tự ứng cử vân vân. Tuy nhiên họ cũng tránh chữ tranh cử, vì nội bộ của họ thu xếp với nhau thì làm gì có tranh cử, mà đã không có tranh cử thì có nghĩa là phi dân chủ rồi. Đây là hình ảnh tại hội nghị Trung ương 14 khóa 12 diễn ra tại Hà Nội. Vì vậy, theo blog Nguyễn Ngọc Già, do quy chế bầu cử phi dân chủ đã dẫn đến tình trạng người dân vô cùng thờ ơ, không quan tâm, vì tâm lý chung được nói là ai lên ở Việt Nam thì cũng như vậy mà thôi. Thật vậy, một người dân tại Đồng Nai không muốn nêu tên vì lý do an ninh xác nhận tiếp như sau. Bầu cử ở Việt Nam chỉ chẳng biết, chỉ ví dụ 5 người thì biết tên 5 người đó vô thăm rồi bốc trúng thằng nào thì là thằng đó. Thật ra thì kết quả có sẵn vậy rồi, Cộng sản thì nói gì nữa. Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam có quy định mỗi kỳ đại hội đảng, đại biểu toàn quốc của đảng đều phải xây dựng quy chế làm việc, quy chế bầu cử. Đài phát thanh EFA từ Mỹ cũng ghi nhận nhiều ý kiến cho rằng cốt lõi của vấn đề bầu cử ở Việt Nam hiện nay là do quy trình bầu cử không đảm bảo dân chủ, dẫn đến nhiều hệ lụy như người dân mất lòng tin, đảng bị đánh giá độc tài và quan trọng hơn, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chạy trọt chức vụ. Do đó, theo quan điểm của một người dân, nhạc sĩ Lê Thiệu đưa ra đề nghị như sau. Nếu bây giờ muốn thay đổi cách bầu cử của Việt Nam thì dân cử, dân bầu, tức là dân thấy người có tâm, có tầm, có tài, thì người ta đề cử, rồi dân tự bỏ phiếu, tự bầu. Đó mới là tự do, dân chủ. Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng, để thay đổi quy chế bầu cử tại đất nước hình chữ S là một vấn đề rất lớn. Ông lập luận như sau. Cốt lõi của dân chủ, tức là người dân được chọn người lãnh đạo cho mình. Đây là vấn đề cơ bản mà không có một cách nào khác, và cách duy nhất để chọn là phổ thông đầu phiếu và bầu cử. Vì vậy, khi nói tới dân chủ thì đầu tiên phải có quy trình bầu cử rõ ràng, thật sự dân chủ, thật sự công bằng và minh bạch.
Đây là hình ảnh ông Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954. Trong khi đó, blogger Nguyễn Ngọc Già tiếp tục cho rằng chuyện thay đổi quy chế bầu cử chỉ mang tính chất là cái ngọn, vì cái gốc là độc đảng thì có thay đổi quy chế thế nào cũng không thoát khỏi tình trạng phi dân chủ. Nếu ai còn nghĩ rằng có thể thay đổi quy chế bầu cử thì có thể dân chủ hơn thì điều đó phản khoa học. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 cũng cho hay Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các ban và cơ quan của Trung ương Đảng nghiên cứu rà soát lại quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại các kỳ đại hội trước, tức là đại hội 12, từ đại hội 6, đại hội 7 cho đến đại hội 12 của Đảng. Theo đó, dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội lần này sẽ được Bộ Chính trị xây dựng và trình Trung ương 14 xem xét, cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh, trình đại hội lần thứ 13 xem xét và quyết định. Bàn với nhân sự lãnh đạo Đảng sau kỳ đại hội sắp tới, blogger Bùi Thành Hiếu cũng có bài viết bình luận với tựa đề "Chưa quyết định được tứ trụ, thành công của Trương Tấn Sang hay sao?" Với nội dung được blogger này chia sẻ như sau. Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam có một quan trọng. Đã bỏ phiếu biểu quyết, phương án giới thiệu rồi nhưng vẫn phải xem xét, bổ sung, đợi Hội nghị 15 sẽ xem xét tiếp. Mặc dù ông Trọng có nói, hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp. Hầu hết các nội dung, công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng cơ bản hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, mặc dù phần lớn cơ bản đã được thống nhất, nhưng một số cái quan trọng nhất lại không được thống nhất. Đó là cơ cấu trong Bộ Chính trị. Chính vì vậy, phải để lại đến đại hội, hội nghị lần sau. Dự kiến Đại hội Đảng tiến hành vào tháng 1 năm 2021. Như vậy, thời gian chỉ còn có 30 ngày nữa là Đại hội Đảng khai mạc. Đến giờ vẫn chưa chốt xong nhân sự và phải đẻ ra thêm một trung ương nữa để bàn. Đây là hình ảnh những khuôn mặt sáng giá trong Bộ Chính trị vẫn còn đủ tuổi. Là Tổng Bí thư kiêm trưởng ban tiểu ban nhân sự, rõ ràng ông Trọng đã không có uy tín, không làm tròn trách nhiệm sắp xếp nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ sau, cho nên phải kéo dài thêm kỳ họp trung ương nữa. Và hãy thử nhìn vào hai phương án sau. Phương án 1 là Tổng Bí thư Ngô Xuân Lịch, Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Và phương án 2 là Tổng Bí thư Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Ở vị trí Tổng Bí thư thì ông Lịch hay ông Vượng đều như nhau cả. Cả hai đều có những đức tính tương đồng về chuyên môn Đảng. Ông Lịch là chủ nhiệm chính trị, ông Vượng là thường trực Ban Bí thư. Cả hai ông đều không dính dáng tai tiếng về tham nhũng. Ở vị trí Chủ tịch Quốc hội, theo cơ cấu có nữ trong tứ trụ, người miền Nam, bà Trương Thị Mai chiếm vị trí số 1. Bà Mai cũng không có tai tiếng gì, dễ nghe, dễ bảo, thích hợp với việc ngồi đó để làm. Như vậy, việc gay gắt nhất ở vị trí Chủ tịch nước giữa ông Phúc và ông Tô Lâm. Nhưng ông Phúc đã quá tuổi, ông Tô Lâm có tiền lệ khóa trước, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng làm Chủ tịch nước. Cho nên cơ của ông Tô Lâm sẽ lớn hơn. Ở vị trí Thủ tướng hiện giờ, theo tiền lệ thì đúng là ông Trương Hòa Bình, đương là Phó Thủ tướng thường trực. Các Phó Thủ tướng khác am hiểu về kinh tế, có chân trong ủy viên Bộ Chính trị như Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình đã bị ông Trương Hòa Bình loại bỏ. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, sinh năm 1955. Đến đây mới thấy tài năng sắp đặt của ông Trương Tấn Sang thực sự đẳng cấp. Blogger Bùi Thị Hiếu nói tiếp như sau. Ở khóa 12, ông Trương Tấn Sang đã lùi một bước, chủ động xin về, không tranh ở lại với ông Trọng, để các đối thủ khác như Nguyễn Tấn Dũng cũng buộc phải làm đơn xin rút theo, tạo cho ông Trọng dùng quy chế 244 thành công. Đổi lại, Tư Sang chỉ cần để mỗi Trương Hòa Bình làm Phó Thủ tướng, được vào Bộ Chính trị, đồng thời cải cấy rất nhiều đồng hương Hà Tĩnh vào Trung ương. Phía Nguyễn Tấn Dũng cũng bằng lòng khi thấy những cấp dưới trực tiếp của mình như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thiện Nhân đều được vào Bộ Chính trị. Chưa kể ông Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh là chỗ cũng nể nang lẫn nhau. Ông Nguyễn Xuân Phúc là cấp dưới trực tiếp của Nguyễn Tấn Dũng. Ông Phúc được cho rằng đã phản ông Dũng để giành cái ghế Thủ tướng khóa 12. Nhưng ông Phúc chỉ là phản lúc đầu, đến khi chắc chiếc ghế Thủ tướng, ông ít nhiều cũng nghĩ tình xưa không làm gì hại đến sếp cũ của mình. Tuy nhiên,
ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không ngờ được những diệu kế mà Trương Tấn Sang đã bày ra. Sang đã kích động ông Trọng mở cuộc đốt lò và lòng tham danh vọng và người đốt lò vĩ đại của Nguyễn Phú Trọng, khoét sâu đố kỵ của Trọng nhằm thực lực của Dũng quá lớn mạnh trong Bộ Chính trị. Bày cho Trọng lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tuyển những kẻ có tham vọng đi lên cao như Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Trương Hòa Bình v.v. vào trong ban này. Sau đó tiến hành cuộc thanh trừng những đàn em của Nguyễn Tấn Dũng trong Bộ Chính trị. Một đằng thì Tư Sang đích thân cầm đơn đi khiếu nại, một đằng cho tay chân báo chí cổ động truyền thông, mặt khác tâng bốc ông Trọng, còn lại để ông Trương Hòa Bình xuống tay giải quyết. Đây là hình ảnh ông Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn báo Vietnamnet nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương. Trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng thì kết quả đã thấy rõ, các đàn em của Ba Dũng trong Bộ Chính trị bị loại sạch. Và thật kỳ diệu, chức vụ Thủ tướng lại còn mỗi Trương Hòa Bình là có cơ hội. Về độ tuổi quy định là 65, sẽ được giới thiệu tái cử. Trương Hòa Bình sinh tháng 4 năm 1955, nếu đến tháng 1 năm 2021 thì vẫn chưa sang tuổi 66, tức là 65 tuổi 9 tháng, vẫn được gọi là 65 tuổi. Lại đương chức Phó Thủ tướng thường trực, các phó khác đã bị loại rồi. Chả lẽ vừa đẩy Huệ đi rồi lại lôi Huệ về. Trong khi đó, dưới Trung ương, ủy viên Hà Tĩnh chiếm rất đông. Họ là lực lượng hậu thuẫn ủng hộ Trương Hòa Bình trong hội nghị Trung ương. Vì vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội là những người khá hiền lành như bà Mai, ông Lịch, ông Vương. Vị trí Chủ tịch nước không nhiều thực lực có thể rơi vào tay Tô Lâm hay Xuân Phúc chăng nữa, thì chỉ cần nắm vị trí Thủ tướng đầy quyền lực và màu mỡ mà thôi. Trương Tuấn Sang thực sự là Thái Thượng Hoàng, mà Trương Hòa Bình là con rối để ông Sang điều khiển. Bởi lực lượng Hà Tĩnh, quê gốc của Sang, chịu ân huệ và ảnh hưởng của Tư Sang rất nhiều. Người ta có thể thấy được ngay nét hân hoan của những đại gia, nhóm lợi ích sân sau của Trương Tuấn Sang khi Đại hội 13 chưa diễn ra. Blogger Bùi Thánh Hiếu nói tiếp như sau: thời đại của Nguyễn Phú Trọng sẽ đi vào dĩ vãng. Nói thực thì những gì ông Trọng có được ngày hôm nay, từ cái ghế ông ngồi đến uy tín đốt lò đều từ Trương Tấn Sang làm nên cả. Ông Trọng được hưởng những thứ ấy đến giờ cũng đã đủ. Cái gì mà ông Trương Tấn Sang đã dày đặt công sắp đặt, hãy trả lại thành quả cho ông ta. Trương Hòa Bình có làm thủ tướng thì ông ta cũng chẳng có tình cảm hay liên hệ gì với Nguyễn Tấn Dũng. Ở người khác họ chỉ mưu mô khi tranh đoạt quyền, khi đoạt được rồi thì họ chẳng màng tới việc xử những đối thủ trước kia. Nhưng với Tư Sang và Trương Hòa Bình có lẽ không chỉ tranh quyền lực thôi là đủ, bởi mối thù của Tư Sang với ông Ba Dũng mới chính là động cơ để ông Tư Sang nỗ lực đưa đệ tử Trương Hòa Bình đến nắm quyền sinh sát ở nhiệm kỳ 13. Thời đại của Nguyễn Phú Trọng đã sắp chấm dứt, người ta có thể thấy ngay trước mắt một thời đại mới mang dấu ấn của Thái Thượng Hoàng Trương Tấn Sang. Blogger Bùi Thanh Hiếu đã nêu quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 với bản tin quy chế bầu cử phải công khai, minh bạch và trả lại quyền cho dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.